Xin kính chào quý thầy cô. Dưới đây là bản giáo án môn thể dục lớp 9 cả năm được soạn chuẩn theo công văn 5512. Và bản giáo án này do nhóm các thầy cô trên tech 12 giờ thực hiện. Và như trên màn hình thì chúng ta có thể thấy là đây là bài soạn của bài một số phương pháp luyện tập và phát triển sức bền. Thì nhìn vào giáo án thì chúng ta có thể biết rằng là giáo án bao gồm những phần như sau. Phần một lớn là mục tiêu, thì có kiến thức, năng lực và phẩm chất. Phần 2 lớn là thiết bị dạy học và học liệu. Và phần 3 lớn là tiến trình dạy học. Thì trong phần 3 lớn thì sẽ có A. Hoạt động khởi động, B. Là hoạt động hình thành kiến thức. Trong cái phần hoạt động hình thành kiến thức thì sẽ có một số hoạt động chia nhỏ ra. Và mỗi hoạt động đó thì bao gồm tất cả các bước. Đó là bước 1, chuyển giao nhiệm vụ. Bước 2 là thực hiện nhiệm vụ. Bước 3 là báo cáo, thảo luận và bước 4 là kết luận nhận định. Kết thúc cái phần hình thành kiến thức mới thì chúng ta sang phần C là hoạt động luyện tập và sau đó là phần D, hoạt động vận dụng. Chúng ta có thể đến với bài tiếp theo, đấy là bài chạy ngắn. Thì cũng giống với bài đầu tiên chúng ta vừa theo dõi thì bài chạy ngắn cũng có đầy đủ các mục, như là phần 1 lớn thì sẽ là mục tiêu. Tương tự là phần 2 lớn sẽ là thiết bị dạy học và học liệu. Và phần 3 lớn tiến trình dạy học. Và cũng bao gồm tất cả các hoạt động là từ khởi động cho đến vận dụng. Đó thì những phần này thì được soạn chuẩn theo công văn 5512. Thầy cô có thể quan sát. Chúng ta có thể xem một bài bất kỳ nữa để biết được là tất cả các bài trong giáo án này thì đều được soạn theo chuẩn công văn 5512. Tech 12 giờ sẽ kéo xuống và lấy một bài bất kỳ. Đây. Một bài bất kỳ chúng ta có thể xem ở trước mặt. Đây là nhảy cao, chạy bền. Đó thì cũng sẽ bao gồm những cái mục tương tự như là mục lớn, mục tiêu, thiết bị dạy học và học liệu. Phần 3 lớn là tiến trình dạy học. Đó thì như vậy thầy cô cũng đã thấy tất cả các bài học trong chương trình thì đều được các thầy cô trên tech 12 giờ soạn theo chuẩn công văn 5512 một cách chi tiết và đầy đủ. Và để tải giáo án này thì thầy cô vui lòng xem hướng dẫn ở bên dưới. Còn bây giờ thì cảm ơn thầy cô đã theo dõi video của tech 12 giờ.